Chi nhánh Huế chào Live Show 2024. Nằm ngay bên cạnh quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam đoạn Cam lộ La Sơn, chi nhánh Huế đã sẵn sàng. Vimit là không nói chung là không thể có cái điểm nào để chê được cả. Mua xe ở Vimit thì lúc đó cái chế độ bảo hành rất là tốt, xe hỏng hóc trên đường là đội ngũ bác sĩ của Vimit là luôn sẵn sàng để phục vụ. Hiện tại các mẫu xe của bên chỗ hộp Vimit là cái dòng xe 460 là hiện tại là thấy anh em tất cả các thị trường là đang chuộng nhất với dòng 460. Mình cũng nói thẳng là chế độ bảo hành của Vimit là hiện thuộc dạng là đang hiện tại là tốt nhất. Dòng sản phẩm chúng ta thị trường là rất là đẹp, chất lượng rất ok. Đó là những đánh giá của khách hàng sau khi trải nghiệm các sản phẩm tại sự kiện ngày hôm nay. Còn quý vị có cảm nhận như thế nào ạ? Hãy đến chi nhánh Đà Nẵng vào 8:30 sáng ngày mai, 23 tháng 8 để trực tiếp trải nghiệm nhé.